Xin chào tất cả các em, ngày hôm nay cô cùng các em sẽ học bài 7, tiết 62, hình chóp đều và hình chóp cụt đều. Các em lấy bài ghi vào vở cho cô. Chúng ta sẽ đi vào phần 1 nhỏ, hình chóp. Cô có hình chóp SABCD. Hình chóp SABCD có đỉnh S. Mặt bên là các tam giác SAB, SBC, SCD, SAG. Mặt đáy là đa giác ABCD. Đường cao SH. Cạnh bên SA, SB, SC và SD. Hình chóp SABCD gọi là hình chóp tứ giác. Các em vẽ hình và viết bài vào vở. Tiếp theo chúng ta qua phần 2 nhỏ, hình chóp đều. Cô cũng có hình chóp SABCD. Các em quan sát trên màn hình. Đáy là hình vuông ABCD. Mặt bên SAB, SCB, SCD và SAD là các tam giác cân bằng nhau. Như vậy, hình chóp tứ giác đều là hình chóp như thế nào? Hình chóp đều là hình chóp có đáy là một đa giác đều. Các mặt bên là những tam giác bằng nhau, có chung đỉnh và là đỉnh của hình chóp. Đường cao vẽ từ đỉnh S của mỗi mặt bên của hình chóp đều được gọi là trung đoạn của hình chóp đó. Tiếp theo, như vậy để vẽ một hình chóp đều, chúng ta sẽ vẽ như thế nào? Các em coi cô hướng dẫn cách vẽ hình chóp tứ giác đều. Bước 1, vẽ đáy là hình vuông ABCD. Bước 2, vẽ hai đường chéo của đáy và từ giao điểm của hai đường chéo vẽ đường cao với mặt phẳng đáy. Bước 3, trên đường cao ấy lấy đỉnh S và nối S với các đỉnh của hình vuông. Và cô đã vẽ được hình chóp tứ giác đều SABCD. Kem ghi bài vào vở cho cô. Cô giới thiệu các em hình chóp trong thực thế. Đó là kim tự tháp Kheops ở Ai Cập. Và kim tự tháp Kheops ở Ai Cập có chiều cao là 138 m. Áp dụng kiến thức chúng ta vừa học, các em làm tiếp cho cô chấm hỏi trong sách giáo khoa. Cắt từ tấm bìa cứng thành các hình như ở hình 118, rồi gấp lại để có những hình chóp đều. Thì ở hình 118, cô có hai hình chóp. Hình chóp thứ nhất có đáy là tam giác đều và hình chóp thứ hai có đáy là hình vuông. Các em có thể tự thực hành bằng cách cắt giấy hoặc là tấm bìa cứng như theo hình vẽ. Tiếp theo, cô cùng các em sẽ làm bài tập 37 trong sách giáo khoa trang 118, củng cố về hình chóp tứ giác đều. Hãy xét sự đúng sai của các phát biểu sau. Hình chóp đều có đáy là hình thoi
và chân đường cao trùng với giao điểm hai đường chéo của đáy. Hình chóp đều có đáy là hình chữ nhật và chân đường cao trùng với giao điểm hai đường chéo của đáy. Đáp án A sai. Đáp án B cũng sai. Tiếp theo, cô cùng các em sẽ qua phần 3 nhỏ hình chóp cột đều. Cô có hình chóp A, E, B, C, D. Cô cắt hình chóp đều bằng một mặt phẳng song song với đáy. Phần hình chóp nằm giữa mặt phẳng đó và mặt phẳng đáy của hình chóp được gọi là hình chóp cột đều. Đối với hình chóp cột đều thì mỗi mặt bên của hình chóp cột đều là hình thang cân. Để củng cố kiến thức bài học ngày hôm nay, cô cùng các em sẽ hoàn thành bài tập 36 trong sách giáo khoa trang 118. Các em làm bài vừa vỡ cho cô. Và đây là đáp án. Tiếp theo, cô cùng các em sẽ làm bài tập 38. Trong sách giáo khoa, trong các tấm bìa hình 121, em gấp lại tấm bìa nào thì có được một hình chóp đều? Và ở bài tập 38 này, chúng ta sẽ chọn được hai tấm bìa, đó là tấm bìa B và tấm bìa C. Khi ta gấp lại sẽ ra một hình chóp đều. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm bài tập 39. Ở bài tập này, từ tờ giấy cắt ra một hình vuông rồi thực hiện các thao tác theo thứ tự từ 1 đến 6 để có thể ghép được các mặt bên của một hình chóp tứ giác đều. Em có thể lấy giấy và thực hành theo các bước trong bài tập 39 hướng dẫn. Như vậy vừa rồi cô cùng các em đã học tiết 62 hình chóp đều và hình chóp cột đều. Qua bài học này, các em cần nắm cho cô các nội dung. Thứ nhất, các khái niệm hình chóp đều, hình chóp cột đều. Thứ hai, cách gọi tên hình chóp theo đa giác đáy. Và thứ ba, cách vẽ hình chóp đều. Các em thực hiện cho cô việc vẽ hình chóp đều, làm bài tập 56, 57 trong sách bài tập trang 122. Chuẩn bị vẽ cắt, gấp miếng bìa như hình 123 trong sách giáo khoa trang 120. Và đọc trước cho cô bài số 8, diện tích xung quanh của hình chóp đều. Bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong tiết học lần sau.